Chào quý vị và các bạn, Thúy Vân rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để mang đến cho quý vị những thông tin hấp dẫn nhất trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất và nóng nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong ngày. Sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh Hà Nam đã có hơn 100 người chết, 25 người mất tích, 37 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 80.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế lên tới 150 tỷ nhân dân tệ. Mấy ngày qua, trận lũ lụt tại hầm Trịnh Châu không còn là chủ đề được quan tâm trên các mặt báo, và đây là điều mà chính quyền Trung Quốc rất hài lòng. Có quá nhiều uẩn khúc xảy ra vào chiều tối ngày hôm đó tại đường hầm Trịnh Châu. Vì sao nước lũ có thể nhấn chìm mọi phương tiện chỉ trong vòng có 5 phút? Theo AP, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc BLA đã cho nổ đê ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam vào tối thứ hai vừa qua, mục đích là để giải phóng nước lũ đe dọa tỉnh Hà Nam. Động thái trên được thực hiện vào thời điểm Trịnh Châu bị ngập lụt rất nghiêm trọng và đã nhấn chìm hệ thống tàu điện ngầm của thành phố. Gần đây, một cư dân mạng đã đăng tải đoạn video trên Twitter cho thấy có một số sĩ quan quân đội đã bí mật nổ mìn tại bờ đê sông Vệ Hà ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam và bị người dân bắt được. Những người này khai đến đặt thuốc nổ để phá vỡ bờ kè. Ngoài ra, còn một video cho thấy rất đông dân làng vây quanh một người đàn ông mặc đồ đỏ và chất vấn quan chức nào đã ra lệnh cho anh ta làm việc này. Người đàn ông mặc đồ đỏ trả lời, dừng bài. Thực tế, ngay từ tối thứ tư, sông Vệ Hà đã vỡ bờ. Hồ thượng nguồn thì xả lũ cộng với lượng mưa kéo dài nên mực nước một số nơi dâng cao. Theo báo cáo, trong vài ngày qua, hơn 700.000 người ở thành phố Vệ Huy, tỉnh Hà Nam đã bị lũ lụt bao vây. Ông Si Hao, một người dân ở đây cho biết, chính quyền đã không thông báo cho người dân để kịp thời sơ tán, thậm chí các quan chức còn nói dối rằng mực nước đang giảm. Ngoài ra, người dân gần như không được các đội cứu hộ của chính quyền đến hỗ trợ. Một số tin nhắn trên WeChat của nhóm các tình nguyện viên cho thấy các đội cứu hộ đã rời thành phố Vệ Huy từ trước. Điều này cho thấy chính quyền Hà Nam đã sớm có kế hoạch ngừng cứu hộ. Kế hoạch bỏ mặc dân chúng của chính quyền Hà Nam bị rò rỉ khi lực lượng cứu hộ đăng video nói rằng Vệ Huy đã bị phong tỏa và tất cả các phương tiện cứu hộ đã được lệnh di chuyển ra ngoài thành phố. Hồ chứa ở thượng nguồn hiện vẫn đang xả lũ với lưu lượng lớn. Theo thông tin cho biết, thành phố Vệ Huy đã bị bỏ hoang và người dân phải sơ tán vào đêm thứ ba vừa qua. Dù vậy, rất nhiều người dân vẫn còn bị mắc kẹt tại đây. Câu hỏi đặt ra là phải chăng chính quyền Hà Nam vì sợ vỡ đập mà phải xả lũ? Khi xả lũ, tại sao không báo trước để người dân kịp thời di tản mà lại điều động lực lượng cứu hộ rời khỏi Vệ Huy từ trước, bỏ mặc hơn 700.000 người còn mắc kẹt trong thành phố? Phải chăng việc xả lũ là nguyên nhân gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại Trịnh Châu? Thảm họa nhân tạo ở Trịnh Châu không phải là hy hữu, mà cách đây gần nửa thế kỷ, cũng ngay tại tỉnh Hà Nam này đã xảy ra một trong những thảm họa nhân tạo thảm khốc nhất trong lịch sử thế giới, khiến hàng trăm nghìn người dân vô tội phải chết oan uổng. Vụ vỡ đập thảm khốc nhất thế giới xảy ra năm 1975. Sáng sớm ngày 8 tháng 8 năm 1975, những trận mưa rất lớn đã khiến mực nước của hồ chứa Bản Kiều ở thượng nguồn sông Nhữ Hà, huyện Bí Dương, tỉnh Hà Nam dâng cao, khiến hơn 60 hồ chứa, bao gồm Thạch Mạn Than và Túc Ấp bị vỡ bờ. Phóng viên Thạch Lỗi của tờ Lịch Sử đã phỏng vấn Kỷ Pha Dân, con trai của Phó Thủ tướng Kỷ Đăng Khuê, là người chịu trách nhiệm chính trong thảm kịch này. Theo Kỷ Pha Dân, Đặng Tiểu Bình khi ấy đang giữ chức Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quân ủy và Tham mưu trưởng BLA mới chính là nhân vật chủ chốt gây ra thảm kịch này. Nội dung chính trong cuộc phỏng vấn với ông Kỷ Pha Dân như sau. Vào đầu tháng 8 năm 1975, một cơn bão đã gây ra những trận mưa lớn bất thường trong lịch sử của tỉnh Hà Nam ở thượng lưu sông Hồng Hà và Dĩnh Hà. Trong vòng 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 8, lượng mưa ở tâm bão đạt 1.631mm. Nước lũ từ hồ chứa Thạch Mạn Than đã tràn vào hồ Bản Kiều, khiến mực nước trong hồ Bản Kiều ở thượng nguồn sông Nhữ Hà dâng cao nhanh chóng. Tuy nhiên, những cán bộ quản lý hồ Bản Kiều lại không dám xả lũ vì chưa nhận được lệnh của cấp trên. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 7 tháng 8, ban quản lý hồ chứa Bản Kiều đã gửi công điện khẩn tới Ủy ban tỉnh Hà Nam và thông báo mực nước của hồ chứa Bản Kiều đã tăng lên rất mạnh, tình hình rất nguy cấp, nguy cơ là vỡ đập. Nhận được tin khẩn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khi ấy là Lưu Kiến Huân đã lập tức báo cáo tình hình cho Phó Thủ tướng Kỷ Đăng Khuê. Thông tin này cũng được gửi tới Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm và cả hai đi đến quyết định sẽ điều động quân đội để tới trợ giúp. Nhưng lúc này chỉ có Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình mới có quyền trực tiếp điều động quân đội mà không cần thông báo cho Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Vào khoảng 22 giờ 45 ngày 7 tháng 8, Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm đã gọi điện đến nhà Đặng Tiểu Bình và được thư ký riêng của ông ta cho biết Đặng Tiểu Bình không khỏe và đã đi ngủ. Lý Tiên Niệm nói rằng đây là một tình huống rất nguy cấp và cần phải giải quyết ngay, nhưng thư ký của ông ta khẳng định Đặng Tiểu Bình sức khỏe kém, không thể dậy được. Rạng sáng sẽ giải quyết rồi cúp điện thoại. Tuy nhiên, sự thật là tối hôm đó, Đặng Tiểu Bình không bị bệnh hay đi ngủ sớm, mà ông ta đang chơi mặt trược đến tận 5 giờ sáng ngày 8 tháng 8. Vào lúc 0 giờ 20 phút ngày 8 tháng 8, một công điện khẩn thứ hai tiếp tục được gửi tới Tỉnh ủy Hà Nam, yêu cầu điều máy bay ném bom cho nổ tung đập thứ cấp để đảm bảo an toàn cho con đập chính. Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp, Phó Thủ tướng Kỷ Đăng Khuê trực tiếp điện thoại cho Lý Tiên Niệm, yêu cầu cấp trên điều động lực lượng không quân tới trợ giúp. Dưới sự thúc giục của Kỷ Đăng Khuê,
Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm lại gọi điện đến nhà riêng của Đặng Tiểu Bình xin ý kiến, nhưng vẫn chỉ có thư ký của ông ta nghe máy và từ chối cho gặp. Dù tình thế rất nguy cấp nhưng cả Lý Tiên Niệm và Kỳ Đăng Khuê hoàn toàn bất lực, bởi Lý Tiên Niệm chỉ là Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện, còn Phó Thủ tướng Kỳ Đăng Khuê dù trực thuộc trong quân đội nhưng ông không đủ thẩm quyền để ra lệnh điều động không quân. Vì vậy, cả hai Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lưu Kiến Huân phải cài đặt chất nổ để phá đập tràn thứ cấp. Nhưng chỉ trong vòng 40 phút sau đó, lũ đã dâng cao tràn qua đập. Ban quản lý Hồ Bản Kiều tiếp tục gửi công điện khẩn cấp thứ 3 tới tỉnh ủy Hà Nam. Nhưng lúc này, Hồ Bản Kiều đã bắt đầu sụp đổ. Vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 8, nước lũ đã tràn ra khỏi khe nứt của hồ chứa Bản Kiều và tấn công về phía hạ lưu với tốc độ 6 m/s. Chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ chứa Bản Kiều đã đổ 701 triệu mét khối nước lũ xuống vùng hạ lưu. Và khi đến huyện Toại Bình, nước lũ dâng cao từ 3 đến 7 mét, nhấn chìm toàn huyện này, khiến người dân đang ngủ không kịp trở tay. Lũ quét đến đâu là vỡ đê đến đó và dòng nước lũ mỗi lúc mỗi dữ dội hơn tràn qua mọi nẻo đường, làm ngập các thị trấn và làng mạc ở vùng hạ lưu. Số liệu thống kê cho thấy đã có 96% khu vực Chú Mã Điếm bị ảnh hưởng bởi thảm họa, nhiều nơi bị chìm sâu từ 3 đến 7 mét và hơn 3 triệu người bị cô lập trong trận lũ lụt. Mãi tới lúc này, 34.450 binh lính đóng tại gần hồ chứa Bản Kiều mới được lệnh sử dụng thuốc nổ để phá hủy bờ kè bên trái của sông Tiểu Hồng và Hồng Khẩu để phân lũ. Nhưng đã quá muộn, hơn 100.000 người thiệt mạng trực tiếp do lũ lụt, 10,15 triệu người bị ảnh hưởng, 5,24 triệu ngôi nhà bị sập, 300.000 con vật nuôi bị cuốn trôi, hơn 10.000 km2 đất ở Chú Mã Điếm và các khu vực khác của tỉnh Hà Nam bị ngập nước, hơn 60 hồ chứa bị sập và gần 6 tỷ m2 nước đã tràn ra tự do, giao thông bị gián đoạn trong 16 ngày, thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 10 tỷ nhân dân tệ. Sau sự cố vỡ đê, Phó Thủ tướng Lý Tiên Niệm và Kỳ Đăng Khuê đều đi thị sát khu vực xảy ra thảm họa, nhưng Đặng Tiểu Bình hoàn toàn mất hút. Vào tháng 8 năm 1981, một phóng viên của Tân Hoa xã đã tới vùng thiên tai điều tra và viết một bài tham khảo nội bộ. Ông chỉ ra rằng đời sống của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn và yêu cầu chính quyền trung ương phải hỗ trợ. Khi đọc được tài liệu ấy, Đặng Tiểu Bình đã rất tức giận và ra lệnh sa thải phóng viên này. Từ đó không có bất kỳ ai dám đề cập đến thảm kịch năm 1975 nữa. Như vậy có thể thấy vụ xả lũ năm 1975 ở huyện Bí Dương cũng có nguyên nhân tương đồng như thảm họa tại đường hầm Trịnh Châu và các thành phố khác tại tỉnh này trong những ngày vừa qua đều là do sự tách trách của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cách xử lý thảm họa ở Trịnh Châu và ở Bí Dương có gì giống nhau? Đó chính là thái độ thấy cái chết mà không cứu, bưng bít thông tin và thậm chí là đe dọa thủ tiêu đối với những ai dám nói sự thật. Phải chăng hành động vô trách nhiệm, vô cảm trước sự an nguy và cái chết của hàng ngàn, hàng vạn người dân vô tội là thói quen của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc? Dù thảm họa Trịnh Châu có thảm khốc như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ trở thành phiên bản của Bí Dương năm 1975 và rồi sẽ nhanh chóng bị chìm vào quên lãng. Và những quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp liên đới trong thảm họa này đều thoát tội một cách bình yên. Và rốt cuộc cũng chỉ có người dân vô tội là mất mạng một cách oan uổng bởi sự vô trách nhiệm và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà thôi. Quý vị thân mến, trong những tháng gần đây, Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây và những nơi khác đã hứng chịu những trận mưa xối xả chưa từng xảy ra trong một thế kỷ qua. Và khắp nơi là đại dương bao la. Các tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn là Hà Nam và Sơn Đông gặp khó khăn trong việc thu hoạch ngũ cốc vụ thu, diện tích lúa mì thì không gieo được. Tuy nhiên, các quan chức cho rằng năm nay lại là năm được mùa và nông dân ở nhiều nơi bác bỏ tuyên bố chính thức. Ông Hu, một nông dân đến từ tỉnh Hà Nam, nói với The Epoch Times rằng bây giờ là thời điểm vàng để trồng lúa mì, nhưng mưa quá nhiều và nước ngập ở nhiều nơi khiến cho lúa mì không thể trồng được. Ông Hu cho biết, may mà nhiều nơi vẫn còn ngập nước, trời mưa thì nước trong lòng đất không thoát được. Hiện tại lúa mì không trồng được, một số loại hoa màu cũng không trồng được, vụ sau sẽ giảm sản lượng ngay. Năm nay hồ chứa xả lũ mà không có cảnh báo trước, gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trịnh Châu và các vùng lân cận. Ông Hu, một nông dân ở tỉnh Hà Nam cho biết, lũ lụt đã phá hủy đất canh tác. Ông Ji Hao, một nông dân ở Sơn Đông cũng cho biết, thật khó để gieo lúa mì bây giờ, mặt đất thì lầy lội và việc canh tác rất khó khăn. Ông Hu nói rằng, năm nay thiên tai ở khắp mọi nơi và quan chức này nói rằng đây là một vụ mùa bội thu. Sau trận lũ lụt, mùa màng về cơ bản đã bị xóa sổ, không có gì thu hoạch cả. Ông cho biết, nếu ngô không bị chết do ngập nước, thì thời tiết mưa liên tục cũng ảnh hưởng đến sự chắc hạt của ngô, năng suất chắc chắn sẽ giảm. Gần đây, nhiều video quay cảnh nông dân ở Hà Nam hối hả thu hoạch ngô trong nước đã được đăng tải trên mạng. Một số cư dân mạng đăng tải, nếu không thu hoạch kịp thời, việc gieo trồng lúa mì vụ đông sẽ bị đình trệ và thiệt hại nặng nề. Nếu nước lũ không rút, đến mùa thu gieo trồng lúa mì cũng đã muộn. Ông Triệu ở Sơn Đông cũng cho biết, năm nay mùa màng thất bát, nước nhiều, ngô phát triển tốt ở giai đoạn đầu. Khi chín thì gặp mưa nhiều sẽ bị thối rễ, máy móc không dùng được nên phải thu hoạch bằng tay, thật là khổ. Lũ lụt cũng tàn phá, nhiều vườn rau khiến rau bị thiếu hụt. Sơn Đông được mệnh danh là vựa rau của Trung Quốc, giá rau tăng chóng mặt, thậm chí đắt hơn cả thịt lợn. Anh Di Hao ở Sơn Đông cho biết, lá rau đều thối rữa, hơn một nửa trong số đó đã chết do ngập nước nên giá rau rất cao, giá khoảng 10 nhân dân tệ cho một cân, còn thịt lợn thì giá 10 nhân dân tệ cho một cân. Ông Vu ở Hà Nam nói, hơn 1.000 cân lúa mì bị cất giữ mấy nay cũng bị ngập úng và thối rữa.
Ông nói rằng trận lũ lụt đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nông dân và khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn. Lũ lụt cũng làm sập nhiều ngôi nhà và một số cây cầu, đến nay vẫn chưa được sửa chữa. Những thông tin trên đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.